nói là miên nó qua nó rượt mình chạy đó, thì là lâu đài núi cấp lộ nay mai đó, thì là đức thầy cho biết đó là ông ba cũng cho biết là dở sơn thôn là thấy muôn nhà thì ngọn cá dầu nó trống rỗng cửa trời, người hung khó tới, đổi giờ hiền lương là đổi mà giờ hiền lương vô là cũng như mình có tu là có cái giá vô đó là ông ấy phát nhà cửa cho mình ở chừng gặp đủ mùi thì bá tánh biết thân ấy không bị gì nữa là đức thầy là tủ mùi mà đây cái năm mùi đây là mấy năm nữa ấy không, mà chừng nào giết giặc 7 năm thì ông về tới là mặt dương chẳng còn, mà dương dưới là chẳng còn đó ấy không. Vậy thì bây giờ đó là giặc trời mà loạn động có thể đánh tới đó ăn gì không được, cái tăng bây giờ thậm chí đi lao động mà mần không được còn phải bơi giấc đó. Rồi bây giờ cái tổng thống nước ngoài đó, cái nước đó nó bây giờ đó là ở trong nước nó lộn xộn là cũng gọi là bơi giấc. Rồi bây giờ đó là anh em ở trong Việt Nam hiện nay giờ đi biển không được, bây giờ mà ăn không được cũng là bơ dân. Hỏi chứ bây giờ một chục chiếc ghe, hai chục chiếc ghe lớn mà bây giờ Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, lễ kính đức thầy. Và kính thưa quý ông bà, cô bác và chị em hiện diện và kính thưa quý đồng đạo xa gần kính mến. Thì theo được biết đó, hôm nay thì cũng có cái hội ngộ, rồi ở bên Thơ Búc thì cũng có đưa lên chương trình cũng nhiều anh em các nơi, rồi cũng nhờ bên Thơ Búc để rồi hỏi qua cái câu giảng của đức thầy là mai sau nhiều cuộc đất cài đua nhau mà chạy, lâu đài cũng sạch. Thì hôm nay đó, thưa quý vị, cái câu này đó thì tôi cũng học qua đi là cũng khoảng từ 7 năm mà tôi chưa biết. Dạ. Nhưng học rồi thời gian rồi đó thì mới biết được cái câu này. Tại vì cho bà con biết đó là cái đất đó là thổ, thổ là miên, miên nó rượt mình mới chạy. Nên bà con xét cái lý này nha, là đức thầy nói là mai sau nhiều cuộc đất cài rồi đua nhau mà chạy thì lâu đài cũng xa. Thì tới đây rồi là tranh phân cho rõ tài ba, cùng nhau giành giật mới là thầy Phật. Vậy thì bây giờ đó thì hôm nay tới đây rồi mình đã thấy cái việc này đó là nó đã kề rồi, nó đã đến rồi đó, mà không biết là chừng nào đây rồi miên qua đây nó được, mà không phải mình đây nó được, mà chẳng những nên hợp tác mà đức thầy cho biết rồi đó là nó qua liền tới năm nước rồi, chặt đàn qua lộ văn giáo máu tràn thành sông. Thì tới đây đó thì khi mà mở cái màn ra thấy rồi đó thì trong con giáp này thì từ cái năm Tý rồi Sửu rồi không thì nó đã có rồi, thì ai ai đó thì nói Tý Sửu gì thấy cái bệnh gì là cũng không sao, cũng có gì hết, cũng tính bằng ăn bình thường. Nhưng mà ngược lại khi mà ăn cái Tết rồi thì qua cái năm dần này thì thôi, lúc này là sự thật đó là bà con nó lại thấy coi ở trong 6 tỉnh miền Tây nó rồi miền Trung miền Bắc, hiện bây giờ thì mình thấy rõ ràng đó thì nó là các thành phố bây giờ đang bệnh dịch đang bùng phát rất mạnh, thì bà con thấy coi nó có là thực tế vậy hay không đó. Cho nên cái năm dần này đó này hết sức là nguy hiểm. Nguy hiểm là gì? Là vì ở đây đó thì ông sư giải bán khoai đó ông cho biết đó là Sửu dần này đó là đa bệnh lại còn đa binh đó. Vậy thì nghĩa là bính dần mới đinh mão nhẫn ngơ, đến cơn bát lạng là chạy quơ dễ dàng đó. Thì bà con các nơi bây giờ khi mà nhận được cái chân lý của đức thầy rồi thì chúng ta phải làm sao? Chúng ta phải quay trở về với cái gốc, với cái chân lý của đức thầy để rồi chúng ta tu cho nó kịp cái thời gian, thầy mới đủ cái chuẩn để cứu và độ mình. Chứ còn bằng không bây giờ thì chắc có thể nói là không có ai cứu độ mình được trong cái giai đoạn này. Tại vì là mới có tháng 2 thôi mà nó đã xảy chuyện rồi thì phải nói điều là trong cái thế giới này phải nói là chấn động. Thì chấn động đây thì thấy coi nó rõ ràng là mấy bữa dài đó thì là thấy coi Nga đó là nó đang tấn công, bữa nay là 22 ngày rồi nó đang đánh cái nước là gì? Ukraine gì bánh á, nó chụp mũ bánh á, nó cho nên bây giờ nó mới chấn động. Bây giờ đó là coi đài thấy biết là gì, là thế giới thì đang cấm vận Nga
đó. Rồi á là bây giờ đó nước Việt Nam hiện bây giờ đó thì coi như là xăng dầu bây giờ nó là bốc lên giá đó, làm cho bà con bây giờ mà ăn phải nó hết sức là khó, mà hẳn nhất là anh em đi biển đồ này kia nọ đó, bây giờ dầu lên giá rồi nó là làm ăn không có lại. Cho nên đó là hôm nay đó thưa với bà con, thưa với anh em đồng đạo ở trong nước và ngoài nước, anh em kiều bào ở nước ngoài, khi mà nhận được cái clip này rồi đó thì quý vị ráng để rồi theo dõi cái giáo lý của Đức Thầy, rồi nhiều anh em đồng đạo lên clip để rồi đưa ra ngoài để cho bà con coi, đồng đạo coi, thế như vậy mà ráng trở về nội tâm để mà lo tu cho nó kịp với cái thời gian sắp tới đây, là qua cái câu giảng của Đức Thầy. Tại vì đời cùng rồi tu có cho gấp mới kịp đi, hoặc là đời cùng còn chẳng mấy năm, khắp trong các nước thây nằm bằng non, cha thì chẳng thấy mặt con, vợ thì chồng chẳng được còn tại gia, dương trần kẻ khóc người la. Thì bà con thấy coi bây giờ ngay cái trận chiến nó hiện bây giờ, bà con tối bắt đài lên coi, người thì sách nó sách, người thì khóc, người thì la, các bạn là tướng ở đó, đó. Thì bây giờ đó là lúc này mới ăn như câu giảng của Đức Thầy là thế giới bị ai đó, Đức Thầy nói là thế giới thì mình nhìn kỹ coi đó. Cho nên Đức Thầy ước mong đời xét kỹ đặng tu hành đó. Bây giờ quý vị thấy Việt Nam mình bây giờ cũng hôm hởm gì ăn Tết rồi đó, thì đi qua ngoại nặng mạng nữa, tính ra ngoại cũng kiếm tiền đô đồ về ăn là vàng đồ nó gì xây dựng là quê hương đất nước gia đình rồi chung không, nhưng mà giờ đi ra ngoài rồi chưa mà ăn gì được hết trơn, rồi là bị Nga nó khóc ít, bây giờ phải đi về Việt Nam. Vậy thì quý vị thấy coi cái này nó ăn với câu giảng Đức Thầy không, ăn với chỗ là năm dần nhiều nỗi bơ vơ, thấy chưa. Bây giờ đâu quý vị thấy coi xét cái lý coi là nó nhiều nỗi bơ vơ mà ăn gì không được cái trơn, bây giờ thậm chí đi lao động mà mần không được phải bơ vơ đó. Rồi bây giờ cái tổng thống nước ngoài đó, cái nước đó nó bây giờ đó là ở trong nước nó lộn xộn là cũng gọi là bây giờ đó. Rồi bây giờ đó là anh em ở trong Việt Nam đây hiện nay giờ đi biển không được, bây giờ mà ăn không được cũng là bây giờ hỏi chứ, bây giờ một chục chiếc ghe, hai chục chiếc ghe lớn mà bây giờ mấy chục nhé, một chiếc ghe như vậy là cặp ghe là mấy chục, mà một chục cặp như vậy là thấy có mấy trăm, mà giờ làm ăn không được thì phải chờ đợi đây. Rồi quý vị thấy coi cái khổ nạn này sắp tới hết sức là nguy hiểm không, về vấn đề kinh tế đó. Cho nên bây giờ làm sao chúng ta phải ráng phát huy để rồi chúng ta tu cho nó kịp với cái thời gian sắp tới đây, là gì, tháng này là đã tháng 2 rồi đó, mà ở trong cái năm dần này mà Đức Thầy đã cho biết rồi đó, năm dần thì nhiều nỗi bối giới, thì bây giờ nó khổ nạn sắp tới thì bước qua năm Mão là như tơ rối cuồng, nó bơ vơ rồi hả, vậy chứ là như tơ rất cuồng rồi, bây giờ mà ăn gì nữa vậy, nó có cuồng tơ mà nó rối gỡ hoài gỡ được làm sao làm ăn. Cho nên hôm nay đó là Đức Thầy chúng ta là một vị Phật đó, thấy cái đời hạ nguyên này nó đã hết rồi, cho nên Đức Thầy mới xuống đây cấp bách để rồi dạy chúng ta qua đi là 80 năm. Năm nay nữa là vô cái dòng chiến này đó là tới 83 năm rồi, mà Đức Thầy nữa là ta dừng tay chờ đợi lĩnh thiên Đức Ngọc Đế xử phân cho chúng, phải không, nghĩa là xử mà lại còn thân nữa. Cho nên khổ dưới thảm ngày nay có mấy, sợ mai sau dòm thấy mấy bay hồn, trừ tà gian còn thiện chỉ tồn, cảnh sông máu núi xương tha thiết đó. Vậy là cái khúc chốt là bắt đầu giặc giã chiến tranh, còn bây giờ là giặc trời loạn động nào yên dân tình. Thì bây giờ cái bệnh Covid-19 này đó thì bà con mình xét cho kỹ coi, từ thành phố Hà Nội rồi dài dài về thành phố Hồ Chí Minh về Bình Dương đó, rồi nghĩa là hiện bây giờ đó có phải bệnh Covid hàng ngày báo tin là đâu 100.000 trăm mấy chục ngàn gì không, thì phải nói là khổ nạn sắp tới đây hết sức là nguy hiểm đó. Vậy thì bây giờ đó là Đức Thầy kêu gọi chúng ta bây giờ làm sao đó là tu cho nó qua cái cửa diêm phù này, khỏi xa địa ngục ngao du thiên đài đường đời chẳng có bao giây, nên viết một bài cho ba tánh coi, thì dương gian chở úp được voi giấu đầu cũng loài sâu đuôi đó. Bây giờ là không ai giấu được cái dấu Đức Thầy trên cái đài, thì bây giờ là cái đại ân xá
của Đức Phật A Di Đà mới có câu là kỳ xá tội nay còn một lúc sau chẳng tu đặng có hưởng nhờ, gặp giảng kinh trần cứ làm ngơ, trồng bông kiển giống chi hưởng nấy, địa ngục cũng tại tâm làm quấy, về thiên đàng tâm mới tạo ra cái chữ tâm mà quỷ hay ma, tiên hay Phật cũng là tại nó. Thì như vậy thì bà con của mình đó nên nhớ, mà ở đâu cũng vậy thì phải nhớ trở về cái nguồn gốc của Việt Nam, có Phật và có Đức Thầy và có sắc lệnh của Phật A Di Đà ẩn chứng. Chứ còn anh em mà đừng có nghĩ rằng cuộc đời khổ quá rồi tôi không kịp, cái này là sai lầm. Sai lầm là vì hôm nay đó là chúng ta tu là còn kịp, là vì qua câu giảng của Đức Thầy, nếu không tu chừng khổ của ngưng, nếu để chừng sấm nổ gian thinh e ba tánh, ăn năn đã muộn đó, phải không? Thì bây giờ làm sao chúng ta là tu là phóng vô, giống như là chúng ta mua vé vô coi hát. Tại vì cái tuồng hát này của Phật lập, tại vì tuồng xưa kia sắp đặt đã lâu, phải chuyển xây trái đất một bầu, đang lừa lọc con tiên cháu Phật, thấy không? Lừa lọc con tiên cháu Phật, ở đây ai vô tu là thành Phật liền tại thế gian, thành thánh liền tại thế gian, thành tiên liền là tại thế gian đó. Thì bà con nào mà chiến này phát tâm lên, dù ở trong Việt Nam miền nào biết, ở nước ngoài về không, đưa tay lên tu trở về miền Tây, quý vị tìm tới tại gia đình không, tại đây, ở đây là Hai Dũng là đưa tay lên là ủng hộ 100% đó. Nên là tu là có là gạo thóc này kia nọ ăn thôi đó. Cho nên qua câu giảng của Đức Thầy khuyên trong lê thứ bước vào đường tu xưa nay đạo hạnh quá luôn, thì ngày nay sáng tỏ đền mà buông ngày xưa cho mình, đền mà nó còn buông cho mình đó. Cho nên mới kêu gọi anh em nào tu, tu là hướng liền, tu là hướng liền. Vì vậy là nó đã kè cận lắm rồi, ông sống môn có thể ông dám là hy sinh đâu, ông bán đất ông cho phải chơi à, nuôi anh em đồng đạo tu ăn 1-2 năm nhậm gì, thấy không? Là nhậm gì. Bây giờ ở đây nhiều đồng đạo nó kêu tôi này đi rủ ai về tu đi, cũng có thể là chở gạo lại cho ủng hộ để mà tu. Tại vì năm nay là cái năm dần được tới năm mão, là kể như hai cái năm này giống như đi thi vậy đó, đang lấy cái bằng nó mà vô cái cửa là qua cái năm thành đó. Cho nên trạng trình truyền sống cái mấy lời là năm rồng rắn ngựa dê, nó đổ chỉ không ai nữa, ông nói chúng sanh thế giới ê hề thay phá cái hàng mẹ ơi, thấy không? Mà bây giờ đó là quý vị không có cái bằng này thì làm sao thấy được ngoài thế giới ê hề. Thì bà con nên nhớ rằng dù ở trong Việt Nam là ở ngoài nước ngoài Việt Nam nữa, thì ở ngoài cũng vẫn là tu, rồi kiếm đường mới trở về Việt Nam đặng mà tu cho nó kịp với cái thời gian, còn bằng không ngộ cảnh là nguy hiểm. Tại vì Đức Thầy nó tu kiếp kiếp, nếu không quá trễ chừng đối đầu là khó kiếm điều khùng đó. Đó là Đức Thầy hiện bây giờ đó là cứu lương hiền chẳng cứu người hung, kẻ gian ác để sau tiêu diệt không có còn. Nhưng ai giờ phát tâm lên nó mình buông bỏ những là cái chuyện của mình làm ác, thì chúng ta tu là thành Phật liền ở tại thế gian. Buông bỏ là gì? Giống như mình buông là hút thuốc, hoặc là buông uống rượu, buông đá gà, buông cá độ đá banh, chứ không phải kêu mình buông đó rồi mình bỏ vợ, bỏ nhà đó rồi đó là không lo làm ăn, cái đó không phải vậy. Bây giờ mình buông mình bỏ là giới lực đặng mà lo tu, tiếp tay với Đức Phật A Di Đà. Vì là A Di Đà nhìn xem khắp cõi đặng trông chờ mong mỏi chúng sanh hiện hào quang ngũ sắc hiền lành, đang tìm kiếm những người hiền đức. Mà bây giờ Đức Thầy đem cái pháp đây đi dạy cho mình, thì Đức Thầy viết kinh giới lực ở tại nó là thánh địa Quảo, một kho tàng pháp bảo bển bây giờ nó là bung ra rồi, nó là bay luyện khắp nơi đây. Giờ này mình đã thấy hết rồi, vậy thì bây giờ đây anh em đồng đạo nào cố gắng nhận được cái chân lý, nhận được cái clip này là phải tu luyện mai duyên muôn thở. Thì vì chúng ta nhiều tiền kiếp, hôm nay xuống tới đây gặp được cái giáo lý, gặp được đó là Đức Thầy, cho nên Đức Thầy mới giới thiệu là duyên lành rõ được cùng điên, chẳng qua kiếp trước thiện duyên hữu Phật đó. Cho nên ta từ cái chỗ đó mà nhiều anh em đồng đạo mới nhờ cái chú này hỏi tôi qua cái câu giảng, nên là mai sau nhiều cuộc đất cài đó, rồi đua nhau mà chạy, thấy không? Là lâu đài chúng ta bây giờ đua nhau mà chạy là lâu đài nào, cho nên Đức Thầy giới thiệu là lâu đài núi cấm lộ đài mai, khi mà lỗ rồi là bên bể nó tràn qua nó rước mình em, là nó rước mình em chứ không có nói gì nữa. Chứ bây giờ đây sự thật với quý vị, con người chúng ta ở đây đó
kể như ở tám ngàn mà giờ tới Châu Đốc, ai bây giờ lại mua nền nhà rẻ rẻ ai bán? Không bao giờ bán, thấy không? Mà vậy ra mà nghe cái hơi nha, nghe cái hơi mà miên đến qua rồi cái là bắt đầu chạy lên, chứ không còn lấy nữa, nó chạy chạy mà lâu đài cũng tháng đó. Mà đức thầy nói là lâu đài muốn tốt lộ nay mai đó, nó trên nên thức tỉnh chúng sanh mới tỏ bài đó, tỏ là tất nhiên đó là sáng bài ra mới thấy. Nên từ cái chỗ đó giờ này đó là quý vị ơi, không còn gì nữa đâu. Mình là nam thì có thể là con trai thứ hai của Phật A Di Đà, nữ đó là con gái út của ông, cho nên đó là ông trúc cạn hết luôn. Ông ra xác lệnh cho đức thầy xuống đây để dạy dỗ cho mình đấy, mà xuống đây dạy hết sức. Qua đi 80 năm rồi, cái chịu khổ cực hết sức rồi, mà dạy đó chuyển kiếp tới lui hoài đó là hết sức. Kiếp nào, giai đoạn nào là coi thấy khổ hay không? Đang, nó từ cái chỗ đó mà bây giờ bà con của mình bây giờ quá sung sướng, quá sung sướng rồi, bây giờ có khi là quên đi cái nguồn gốc, là giống như quên đi cái đạo ngải đó, cho nên không có chịu tu. Giờ này đó là cái bệnh Covid-19 nó đang tấn công, mà giờ giặc giả cũng đang đánh, thị trường bây giờ là kinh tế không ổn định, còn cái gì nữa mà chúng ta không tu? Thế nên tu mà có đức thầy sau lưng là cho gạo đồ ăn hoài, mà không tu rồi bao còn đợi cái gì nữa đây nè? Đợi đi kiếm cái chỗ Covid hay gì, thấy không? Hay là đợi đi ra nước ngoài vô cái thành phố nào nó khóc kích thì chết hay chứ, giống như liều mạng chứ gì nữa, thấy không? Vậy thì bây giờ đó là cô bác nào, đồng đạo nào nhân đơn chân lý thôi, chúng ta sẽ buông bỏ để rồi trở về đây là con đường tu. Tại vì hôm nay đức thầy đã khuyên mình này, đó là khuyên đừng xài phí xa hoa, cần ở kiệm đẳng mà lo tu, đừng khinh những kẻ đuôi mù, đến sau sẽ khổ gấp mười mù đuôi, đời nay xét tới xem lui, chừng gặp tủ mùi thì bá tánh biết thật. Câu này mới ghê, phải không? Bị gì nghĩa là đức thầy là tủ mùi, mà đây cái năm mùi đây là mấy năm nữa, phải không? Mà chừng nào giết giặc 7 năm thì ông về tới là mặt dương chẳng còn, mặt dương như là chẳng còn đó, phải không? Vậy thì bây giờ đó là giặc trời mà loạn động có thể đánh tới đó, đánh tới đó đó, rồi nghĩa là thầy mình nó là mới xuất hiện. Mà nếu mà xuất hiện rồi gặp thầy thì dân đó quá khỏe, mà sợ dân đó mình không đủ chứng, hay là dọc đường này mình bị chết, hay là bị thú dữ lộng hành đây là nó bới mình rồi chứ đâu có còn, thấy không? Vậy thì bây giờ làm sao? Chúng ta phải phát huy lên đó, nghĩa là hôm nay nó nghe lời đức thầy, bây giờ phát tâm tu là cúng lại đó, rồi niệm Phật làm lành đến dữ, vậy cứ bằng là quá dễ tu, quá dễ tu mà lại là hưởng liền tại chỗ đó. Bây giờ quý vị thấy tôi đi dài dài đó, từ ở Miệt Thứ Hà Tiên ra tới Phú Quốc thì cái đó bây giờ hoàn toàn bây giờ là nói trong dòng họ trước đây là quá khổ, bị gì làm cái nghề biển mà bây giờ là mẫn được người đây làm sao mà là mà sống nổi đây, là nhà tôi mới là giúp đỡ đồ này kia nọ. Tôi nói quý vị chỉ còn cách là tu thôi, chứ còn hỏi là tu sao? Nói tu có gì đâu, nghỉ nhậu. Nhiều năm mới tự ông kêu tôi nghỉ nhậu sao được, phải không? Đi biển nhậu quậy quen một bén không hiểu, bây giờ nghỉ nhậu không nhậu được thôi chứ biết sao vậy? Biểu tôi giúp, giúp sao? Nhưng mà thấy tôi ăn chay được không, rồi cúng lại niệm Phật mà là Phật độ khỏe đe, thấy không? Cho nên đó là hôm nay đức thầy đã kêu gọi chừng nào muốn gặp thầy thì thầy có hứa với mình rồi, chừng gặp tuổi mùi là bá tánh biết thân là đông dữ lắm đó. Chứ còn nếu mà đua theo cái vật chất này kia nọ là sau này đó là chúng ta hưởng không được. Thì bây giờ trước mắt rồi đó, mình thấy bây giờ đó là cái khổ nạn này nó sắp tới đây, mà bây giờ cái người tu đây mà đức thầy còn cân nhắc là trong bổn đạo từ nay kim chỉ đối với nghèo, sắp đến bây giờ đối với nghèo nha, sắp đến bây giờ đó là bà con mình các nơi, anh em đồng đạo ngồi nghe đây, quý vị tin không? Trong bổn đạo đó nghe chứ không nói người ngoài, bổn đạo là chắc ăn rồi đó, chứng khừ đó, mận người 20 con ruộng, 30 con ruộng lúa trúng mận tấn tấn không mà làm sao đó, phải không? Vậy đó mà đức thầy nói là trong bổn đạo từ nay kim chỉ ông nói đói với nghèo sắp đến bây giờ đó, thấy không? Thì bây giờ anh em thấy coi nghe là coi đủ cái chỉnh để tin đức thầy không? Mà nếu mình tin đức thầy thì chúng ta ráng tu, tuy nghèo đó thì dùng đỡ cháu đâu, bền lòng niệm Phật thì sao thanh nhàn. Nói bây giờ chúng ta đừng có chạy theo của cải vật chất nữa, thì chúng ta tin ông bà ông nói
nghĩa là từ tý chí hợi biết đâu mai chiều, đó là cũng ở trong con giáp này. Thì Đức Thầy cũng nói trong con giáp này đó, trong một giáp ân cần suy tính muốn làm liền, ráng nhịn đựng tha, ráng nhịn nha đựng tha. Là vậy thì bây giờ người ta buông bỏ để mà tu, tu thì như vậy là khi, nghĩa là mà hồi nãy đó đất cài đó là nói là miên nó qua nó rượt mình chạy đó, thì là lầu đài muốn cấp lộ nay mai đó, thì nghĩa là Đức Thầy cho biết đó là ông ba cũng cho biết là dở sơn tôn là thấy muôn nhà, thì ngọn cá dầu ở trống lỏng cửa trời, người hung khó tới, đổi giờ hiền lương đã theo, đổi mà giờ hiền lương vô là cũng như mình có tu là có cái giá vô đó là ông ấy phát nhà cửa cho mình ở đó, là cái chỗ đó là đặc biệt. Nên cho nên khắp bốn biển nhất đó là liên dây hòa hảo, nhà Phật con tiên hé miệng cười nè, nhà Phật con tiên là vô đó mới có nhà này ở, mà khi nhìn ra ngoài rồi là thôi nặng tay dữ dội. Cho nên ông ba đó ông nói đó là ngồi buồn có nước lâm lâm, mùa xuân nước chảy Sài Gòn bể ông, mà không biết là mùa xuân nào. Tôi hầu nghi nghe, hầu nghi đó là cái mùa xuân năm Thìn đó, bị gì đó là con rồng có nữ cũng nhanh thì trong bá tánh, nghĩa là thất thanh hải hùng, thì mình nghi là cái năm Thìn đó là Sài Gòn bể ông đó. Rồi tới nữa đó là ông nói bây giờ đó là lên đường từ giả thôn hương âm tinh ba tiếng thì bốn phương mịt mà ở trong cái là tôi hầu nghi cái năm Thìn. Thế ông bị gì đó là con rồng có nước cũng nhanh nè, thì trong bá tánh thất thanh hải hùng bá tánh, hoặc là con mèo nó lưu rồi thì là rồng tới bay dơ dẫn thế giới chiến tranh nổ khắp bùng. Nói cho nên nó mới ăn cái câu giảng của Đức Thầy nó, thì trong kia nó chọi đồng minh, thì hai sông khô cạn nhật tinh rạng ngời, thì ngọn thủy triều nô nước sụt sôi, thì bầu trái đất một phen lương chuyển, nó lương chuyển cho nó mới thấy, thấy không, xây cho nên mới là sụp cù lao hay là nuôi cấm nổ đó. Nếu mà nổ rồi thì sấm giang thì lộ bản vàng, chi du thế giới khắp tràn tới thi chữ thi gần chữ sụi, vì tham của báo mới ly kỳ máu đó, đến chừng đó mới trời ơi đất hỡi mang khổ hình vì bởi chẳng tu, thấy không, nên không tu cho nên mới xu cũng quá, qua liền năm nước chặt đàn đó, thấy không, qua lộ văn giáo máu tràn thành sông rồi giáp đó, không có nói tới là phủ cải gì nữa, rượt nó chạy rồi ai có vé thì mình vô trong được, không có bị nạn này. Rõ ràng như vậy, nếu cái nạn này là Đức Thầy đã cho biết trước rồi, đến chừng đó là bốn phương có giặc khắp hoàn cầu, thiết thiết tha tha vậy sớm mau kiếm chữ ma ha thì Phật cứu khỏi đời khỏi lỡ đó, theo bà con có đồng ý câu này không? Nó đồng ý là cái này là làm sao phải không, chứ còn bây giờ nếu mà khói lửa nó tới giặc giải chiến tranh mà không tu nữa, không cứu nữa, ngoài này nó sắp chỉ rõ thì rõ là con vậy, nó từ cái chi tiết thấy không, chứ còn bây giờ ở ngoài này mình ham cái nhà tài không có gì đâu, lây quay rồi là nó dột lây quay cái hư chỉ vô trống rồi đó là cả nhà, nhà là của ông ba giới thiệu là ngon lành, dỡ sân tô rồi là thấy mua nhà gì đó, thì ngọn cái dầu tống lỏng cửa trời ông nó cho biết rồi là cái người hung khó tới rồi đó, thì đấu giờ hiền luôn, thì bà con nào mà muốn vô cửa ở nhà của ông ba cho thì chúng ta phải lập tức ngay trong cái lúc này là chúng ta phát tâm lên cúng lại rồi ăn chay 4 ngày, nếu thấy có lý làm luôn ăn chay trong cái năm dần này thử coi thấy coi có lý không, coi thầy có độ hay không, thầy có khiến đồng đạo tới cho gạo không, em nói hồi em nói nha, coi có rủ tu hay không, vậy nó mới được. Chứ còn bây giờ Đức Thầy nó làm hết sức mình sẽ có thầy ở một, có người cũng hứa tu tu vậy mà khi về nhà không có tu gì ta thì trả lại cái trách móc vậy, chứ thầy không đổ đồ thì cái đó, nhưng mà có khi mình không có tu à, thành ra như vậy thì bây giờ chúng ta phải ráng làm sao phát huy lên để rồi chúng ta là nghe lời Đức Thầy đó, khuyên trong đó là lên thứ bước vào đường tu, xưa nay đạo hạnh quá lưu ngày nay sáng tỏ đền bù ngày xưa, hoặc là khuyên trong đó là lê thứ chẳng thừa một câu thân này chẳng nể mau lâu, miễn cho bá tánh gặp cái chầu vinh quê, cái vinh này của Đức Phật bà con Phật tổ ban mà cho dân, trời ơi thôi quý vị ơi ban cho dân chứ không nói tên ai chứ, là nói cái lý này là mình có tu thì ban cho mình chứ cho ai, phải không, mà mình không có tu sao cho mình được,
nào nói rồi là bà con xét cái lý nào coi, cái dinh này của Đức Phật Tổ mà, nhá, mà bây giờ của Phật Bà đó mà ban cho mình hết trơn đại gì rồi coi ngon lành không, nhà cửa không cho mình luôn, thấy không? Nào, từ cái chỗ đó còn gì nữa đâu mà không ăn, còn nếu ở ngoài là cái nạn này tới đây thì dữ dội. Bây giờ giặc giải chiến tranh tới bốn phương nữa, bốn phương rồi làm sao đỡ nổi? Nó rồi bây giờ tới nữa thì là bà con quá đông, vô đó giành màu bén không, thấy không? Đó cho nên từ chỗ đó là trên kia nó xuống là gắn to tên gọi mãn xà, trên rừng nó xuống nó tha dương trần, nó tha rồi còn gì nữa, rồi tới là hổ lang ác thú muôn bày lớp bay lớp chạy sau này đa đoan, ai mà ăn ở nghinh ngang nó đón đường nó bắt sẽ tan sẽ hồn hết á, rồi còn cái gì nữa đâu mà là mà tu. Cho nên cái thời kỳ này đó là cái thời kỳ trả quả, thì nghĩa là Đức Thầy nói cho chúng ta biết là nhân nào là quả đấy, nghĩa là lực nhân quả thật là câu diễn suốt của kim trong lọt một ai. Cái thời kỳ trả quả ầm bị biết bao, đời xưa quả báo thì chạy, thì đời nay quả báo một dây nhãn tiền, thấy không? Nó chưa rồi bây giờ nghĩa là anh em dạy chỉ theo cái giáo lý Đức Thầy để mà tu, để rồi Phật độ và cứu mình, mà ngược lại là mình cứ trải đài hoài rồi mình chống bán hoài, thì bây giờ cái tết này nó đến đây là nó giết mình đó, nghe không? Cho nên ông sư dạy bán khoai đó ông cũng nói, ông nói bấy lâu dạy chẳng nghe lời, để cho ác thú trên trời xuống ăn. Ơi còn gì nữa, trên trời nó xuống nó giết nghe đó, cái đó hay xuống này ai mà chịu nổi, nó là quá xa rồi, không bị gì như này nó ăn dư mộng gì khắp bốn biển mà. Giờ thì biết đó là Việt Nam của chúng ta là có mặt là Đức Thầy đó, hai giấc đó là cũng phải là ôm gói đó là lặn lội sẽ không biết đi về là Việt Nam, nó mà ai về vô ông thẻ rồi là vô không được, không được thì ở ngoài, nó ngoài quân đó thì cái tết thú này là nó giết chưa sắp, thấy không? Thì ra từ cái chỗ đó rồi đó là hôm nay nó là Đức Thầy đã kêu gọi chúng ta là như vậy, cho nên nó là tu thời đó là nhàn hạ thân mình, thần điên khuyên nhủ mặc tình ghét ơi thiên cơ ai dám nói thừa, đó Đức Thầy giới thiệu như vậy đó, nói cho tất cả bà con, nghe không? Nghĩa là ở trong cái Việt Nam hoặc là kiều bào nước ngoài không biết, mà ông nói thiên cơ ai dám nói thừa đó, mà Đức Thầy nói thì việc sẽ đến đây truyền sự thật, việc biến chuyển thiên cơ rất gấp, máy thiên cơ mỗi phút mỗi thời thì nẻo thẳng xi như thể tên bay, thì đường dính nhục rủi bay chỉ có lát à. Thì bà con thấy coi hôm nay 22 ngày nay đó, coi giờ giấc này phải rủi mai coi có lát không. Hiện nay bây giờ các toàn cầu thế giới phải rúng động đó. Lúc này phải rõ ràng là thế giới bi ai không, phải không? Vậy thì là trả lời cho mấy đồng đạo nghe đó là qua cái câu giảng vừa rồi đó là mai sau nhiều cuộc đất cài đua nhau mà chạy, lầu đài cũng xa là cái chỗ đó, rồi một tớp là tranh phân cho rõ tài ba, cùng nhau giành giật mới là thay phật, cho nên đó là mới chết. Vậy thì tới câu nãy là nói về binh dịch này, nghe không? Chừng nào nó hết, mà cái này thì cũng nói theo căn bản của thầy nữa, làm sao hết được, phải không? Bị hiện là ta dừng tay chờ đợi lên tiên đức công đế mới xử phân cho chúng, xử mà lại còn phân nữa. Nói vậy thì bây giờ bệnh này là thuộc về bệnh trần. Nói vậy thì nói với câu giảng của Đức Thầy muốn hết hay không đó là phải nói là 4 năm mấy nữa, bị chừng nào giết giặc mấy năm mà giờ mới 2 năm mấy hả? Thì ông về tới đó là mặc dù vẫn còn là cái bệnh này đã trả lời cho mau gọn cho bà con đồng đạo chúng ta dễ nắm dễ biết, muốn hết hay không gì đó là có thể nói là 4 năm mấy nữa hoặc là 4 năm đó. Cái bệnh gì này tại sao lúc này lại là càng mạnh, nếu lại là nó nặng nữa, thấy không? Nói vậy thì là ông là về tới rồi là kể như là cù lao sụp, cho nên Đức Thầy đã nói rõ là một cù lao sụp trước làm đầu, thì mã long ứng ngữ ra hầu quan thiên, quan trời xuống đi giữ người hiền lại, thấy không? Quan trời xuống là giữ người hiền lại đó, ai tu là cũng như ông gian hay ông vô cửa gian vô cửa à, bị gì là bắn vé mà, ai cũng mua vé ăn chay, ai mua vé cúng lại, ai mua vé theo tư quả, phải không? Ai mua vé từ thiện thì lại đây có cửa vô, chứ người ta đông dữ lắm, chứ đâu phải nói cái chuyện là đơn giản đâu. Đó thì bắt đầu vô cửa, vô cửa thì là mấy ông vô chỗ thân phát nhà cửa cho mình quá phải,
đó, nhắc đó đó mới thấy là nhà Phật con tiên, nhắc đó đâu hé miệng cười phải không? Không nắm chứ mà ngớt gì hoài, cái lỗ hoài quá mà cho chàng vô tâm đó là lỗ hoài. Rồi đi biển bây giờ than không lời nữa, nếu mới mấy ngày đi biển than không lời nữa phải không? Chưa thực hiện vậy đó là dứt ra mình. Thì bây giờ là cái đề tài đó là nói cho anh em hỏi hồi nãy đó, thì đó là mai sau nhiều cuộc đất cài đua nhau mà chạy lâu đài cũng xa rồi, là cái bệnh dịch này đó thì đó là nói chừng nào hết thì tôi quá quyết với quý vị đây là nói theo căn bản cho lý thầy đó, thì 4 năm mấy nữa mới hết, hoặc là 4 năm đó, thì cái đề tới đây là nó cũng hết nha. Vậy thì trước khi hết dứt lời thì ở đây không biết nói sao hơn, không lấy chi để rồi bù đắp được cho cái công cao thượng của quý vị mà được ủng hộ pháp mà nghe để hỏi để rồi giải trình duy nghe để nắm được thực tu, thì cái công đức này hết sức là lớn. Thì trước khi dứt lời không biết nói sao hơn, không lấy chi để rồi bù đắp được cái công đức đó, thì hai Dũng cũng xin nguyện thành ông Tam Bảo và 10 vương chư Phật và Hoa Linh của tổ thầy và quan thượng đẳng đại thần chư quan phụ thần, chư vị sơn thần, chư vị năm non bảy núi cảm ứng chứng minh cho toàn thể quý lực diện được thường tâm an lạc và sáng suốt tu hành tinh tấn cho đến ngày thành công đắc quả. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Con hỏi là bên do la thì ở Tây Dung thì sao có dập trong dung đoạn nào dưới có trời trùng khớp cái câu là trời chuyển thì phải có mưa, được dài chạy trí được thưa chạy đầu, mà hỏi con nói cho nó hùng hồ với chứ chứ là hay cái trả vô dông ha, vô dông thì gọi cái dung nhưng mà trong cái ý muốn nói gì chứ chắc mà chú muốn nói gì chú nói gì tìm rồi tìm chút. Nam mô Bổn Sư Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Lễ kính thưa thầy, kính thưa